Xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người cùng đến với kênh của mình nha. Bữa nay mình với em mình đi cắm câu cá chê nha cô chú anh chị. Hồi giờ chiều bữa nay là mưa quá trời luôn, mưa ngập luôn mọi người. Mình cắm câu mùa nước nổi nha mọi người. Mình cắm thì bằng mồi trùng nha mọi người. Đây. Trùng này mình mới đào hồi nãy luôn. Đây là cần câu của mình đây mọi người, khoảng 30 cần mọi người. Em mình đang móc mồi chuẩn bị cắm nha. Mình cắm thì xong 77 nha mọi người. Xong này là kinh 77 thuộc huyện Châu Thành, Sóc Trăng nha mọi người. Đây mọi người, mình cắm ở đây nè. Đây mình cấm hơi trễ, tại mình đi làm mọi người, mình làm mới về. Đây sông này quá đã luôn, nước thì nó nước lên đó mọi người. Rồi chừng nào đi thăm mình quay cho cô chú anh chị và tất cả mọi người cùng xem nha. Chào cô chú anh chị nhé, bây giờ mình đi thăm và cuốn về luôn nha. Mưa râm râm mọi người. Rồi dính rồi, dính rồi. Cần đầu tiên dính luôn mọi người ơi. Quá sướng. Cần đầu tiên dính luôn mọi người. Nói chung là sông này cá nhiều lắm mọi người. Bển bển cần đó mình bển đây nè, bên đây nè. Ê bên này dính rồi. Giật giật cho mọi người. Đây. Rồi. Ba cần dính hai con nha mọi người. Đây. Còn. Ít nhảy ha. Mình để hơi trơn. Ngồi trơn quá rồi bên kia. Để phía trước luôn đi. Rồi. Không trơn quá luôn. Ướt đậm nhưng mà nó không dính rồi. Ồ nước chảy quá ha. Cũng không có luôn. Ông còn dính ở đây con nữa mọi người. Đây này. Con bự con nhỏ. Ê. Lưới. Con lưới nha mọi người.
có dính. Nó mới cần. Vậy em coi em bản luôn đi, anh coi em đây. Chia nhau coi nha mọi người. Tại bây giờ trời mưa mọi người, mưa thất thường lắm. Mưa mình phải cứu về. Tại từ đây tới nhà mình cũng hơi xa nha mọi người. Đây dính con nữa nè. Đây. Trời ơi, ếch bự. Đây mọi người. Đứt cành câu luôn. Quá đã luôn. À, rồi. Mày nhỏ nhỏ không ta, không có bự ta. Đây mọi người. Cá nhỏ nhỏ không. Này ếch nhảy quá trời luôn. Những con bự. Rồi bên đây không dính đâu mọi người. À. Chỗ này quá êm luôn mà không dính trời. Ba cần dính con. Đấy, thằng bên kia ba cần dính hai con. Dính con đó nè. Em gỡ luôn đi. Em đi qua bên đây thăm. Đây hên xui nha mọi người. Mất cần câu luôn. Hy vọng nó còn. Rồi sảy nha mọi người. Buồn hết sức. Lâu lâu đừng con cũng sảy. Anh này chắc quá còn mồi luôn. Bên đây xảy con rồi. Dính cây. Mới được có 4 con mọi người. Dạo này dính cái chê nhỏ nhỏ không mọi người ơi, chứ không có con bự. Con nhỏ nhỏ không. Ngồi đây chết quất. Mình còn có mấy cần nó hết rồi mọi người ơi, mới dính được có 4 con. Đây dính không ta. Số rất nhẹp vậy. Dính không. Ê dính như mọi người. Cái dê nha. Dính nhưng mà vẫn dính cây mọi người. Này. Này. Này mọi người. Đây dính con nè. Quá đã luôn. Đây mình còn cần. Rồi cần này chết quá trời. Cần này chết quá rồi. Chỗ này là cắm câu nha mọi người nè. Cắm câu bằng chai nha. Lúc trước mình cắm câu bằng chai nhưng mà dính nữa. Cái dồ không mọi người. Mình cắm cái dồ mà. Đây. Cá chê xong quá đã luôn mọi người. Yeah.
Con à. Năm cần dính con. Rồi chút xíu nữa mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi mưa râm râm luôn mọi người. Trước mà đi mọi người, được có 5 con rồi. Nhưng con đang gỡ. Ê nhỏ nhỏ không ha, đợt này ha. Con đợt trước mình bự bự không ha. Mọc bầy luôn. Ừ, mọc bầy cho nó luôn. Đợt trước bự bự không mọi người. Có 5 con rồi mọi người. Cần câu khoảng 30 cần mà được 5 con. Hơi yếu mọi người. Rồi giờ mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Rồi hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Rồi bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha.